Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em quấn băng keo ngụy trang vào cái thân cây lá cao su nhé. Thì cái loại cái băng keo ngụy trang này thì có nhiều mẫu. Thì, đây, như mình, hai mẫu khác nhau này. Đó, cũng có người thích kiểu này, có người thích kiểu khác. Nhưng mà ok, không sao. Đấy là quyền của mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quấn cái băng keo ngụy trang lên thân súng, lên thân lá cao su cho anh em xem nhé. Thì cách quấn như thế nào và bắt đầu từ đâu. Ok, bây giờ mình sẽ quấn cho anh em xem luôn này. Đầu tiên phải xé ra cái đó. Rồi, đây. Thì mình sẽ lột một cái đầu ra này. Được chưa? Thì là điểm bắt đầu ở đây anh em nhé. Bắt đầu nó từ đây. Cái phần lá cao su này phải tháo cò ra đã thì mình mới quấn nhá. Chứ không vướng cò là không quấn được. Mình quấn xong một tí mình gắn cò sau. Ok, đầu tiên thì mình gắn quấn vào đây. Đấy nha. Bắt luôn. Cái ngón tay này đè và bắt luôn ở cái đầu này, nó không bị lệch này. Đó, xong thì cái này thì nó là băng keo mà. Nó gọi là băng keo ngụy trang mà, nên là nó có keo. Mình quấn đến đâu nó dính đến đấy luôn anh em nhé. Đó, quấn hơi chéo, bắt đầu từ điểm này là phải chéo ra này. Chéo này, chéo vừa phải thôi, đừng có chéo nhiều quá anh em nhé. Làm sao để nó ăn được 1/4 của một, đây này, có nghĩa là ăn 1/4 của cái băng keo này nhá. Mình chia ra hai phần này. Chia hai phần này mình lấy một nửa. Đấy. Rồi, 1/4 của cái phần đấy. Đấy, mình cứ thế mình quấn. Kéo vừa phải, không căng quá mà cũng không trùng quá anh em nhá. Cứ quấn thôi. Hai cái ngón tay mình kẹp ở đây để cho nó duỗi thẳng cái băng keo, nó không bị nhăn này, không bị xếp. Rồi anh em để ý nhá, khi mà đến cái đoạn này á, khi mà đến đoạn là mình bắt cò này rồi thì mình sẽ phải để ý này, vẫn tiếp tục vẫn như thế luôn, không thay đổi, vấn đề đều lên 1/4 của băng keo. Khi xuống đây rồi là nó bắt đầu nó thiếu cái đoạn gỗ này, nó bị nhăn nha. Nhưng mà mình vẫn căn 1/4 này. Đó, đoạn này dính này rồi, ok, được chưa? Kéo này lên, kéo phần thừa này lên cho nó căng. Đấy. Rồi tiếp tục mình quấn tiếp. Quấn tiếp. Đó. Bên này cũng thế nhá, cũng hơi thường chút xíu. Mình kéo. Kéo căng lên một chút. Đó, xong. Rồi, bắt vào đây. Bắt vào cái khe này luôn này, sát mép luôn. Cái nào cũng thế. Sát mép luôn. Vào trong bên này. Khi sang bên này rồi thì mình sẽ không có quấn chéo nữa mà mình sẽ đi thẳng xuống một cái. Thẳng xuống một cái này. Đấy, cho nó đều cái băng keo ra, nó không bị nhăn lại. Thẳng xuống này. Đó, bắt đầu sang mân nửa này, bắt đầu mình quấn sang bên này, hơi chéo lên. Đó, chéo lên bắt đầu ăn một mép của cái đầu này thôi. Mép 1/4 cuộn băng keo vào cái đầu này thôi. Rồi lại ngược lại, không chéo sang kia nữa nhé, mà bắt đầu mình chéo ngược lại chút xíu theo cái thân súng. Đó. Bây giờ mình chưa? Rồi, kéo căng đoạn này, kéo căng này. Kéo căng thằng miết lên. Nghe lên để ôm cái phần thừa này này. Đó. Cái phần thừa đấy nó hơi nhăn đấy, tại vì nó trùng mà. Rồi, tiếp tục kéo căng. Tiếp tục kéo căng. Và quấn cứ chéo vậy. Đến đoạn này thì mình sẽ ăn phần nửa, một nửa băng keo nhé, không phải 1/4 ở trên này nữa. Đó, mà đoạn này phải kéo căng. Rồi, xuống dưới bắt đầu là vào cái phần này là mình phải kéo căng và mình ăn một nửa. Rồi tiếp theo thì tới phần này thì lại quấn chéo ngược lại một chút xíu này, bắt đầu này, chéo ngược lại này. Đó. Mịn, quấn ngược lại đó. Rồi
tới sang đoạn này là phải kéo căng tiếp, kéo căng lại duỗi ra. Rồi là ăn một nửa xong dần và bắt đầu mày quấn ăn một nửa xong bắt đầu lại sang bên này, đến phần này thì ăn 1/4. Đấy, bắt đầu rồi đấy. Đấy. Miết ra cho nó mịn, cho nó trơn, nó không bị nhăn nhá. Tiếp tục lại cứ quấn thêm một vòng nữa. Rồi, đoạn đuôi này, bạn thấy không? Vẫn còn thiếu này. Quấn thêm vòng nữa này. Sát mép 1/4, 1/3 thôi. Rồi tới đoạn này. Bấm đứt. Đó, rồi. Đoạn cuối này thì mình miết lên thôi. Đó, đoạn cuối này thì đơn giản thôi. Kéo bên này cho nó căng. Tiếp tục cái bên này lấp lại, dính lại thôi. Đó. Chưa. Để nặng được mà không nghĩ muốn đẹp nữa. Đây. Mình thì mình sẽ dùng keo. Keo mình dán lại đoạn phần đế lại. Đó. Dán phần đế nha, xong tí mình cắt cái phần thừa đi xong. Thì anh em nào mà không muốn đặt mình quấn băng keo thì muốn tự quấn thì anh em lên Lazada hoặc Shopee có anh em nhé. Mua cái băng keo này có 10 mấy nghìn một cuộn, nhưng mà tiền ship cũng quá tội anh em nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần thừa đi. Đấy, đây. Anh em thấy không? Rất là trơn tru, không bị nhăn nhá. Thì đến cái đoạn này bắt đầu là mình sẽ phải dán keo. Keo mình dán xung quanh lại. Để cho nó cái băng keo nó ăn sát vào mình vào máng gỗ. Để tí mình cắt cái phần thừa trong ấy để mình gắn cái cỏ anh em. Ở dưới này cũng thế nhá. Ở dưới này nó có cái chỗ cò gắn này. Cò nó thò xuống. Đây này. Lõm lõm này thấy không? Đè xuống được không đè xuống được. Để mình đánh dấu cái chỗ mình keo thôi. Keo mình dính xung quanh lại. Xung quanh cái lỗ đấy. Rồi. Trong khi chờ cái đoạn này khô ấy, mình sẽ quấn cái đoạn đầu chạc nhanh nhá. Đây, thì cái phần đầu chạc này thì anh em sẽ lấy cái phần thừa, lấy phần thừa của cái cuộn băng keo của mình ấy. Đây này, mình sẽ cắt đôi ra, cắt đôi ra cho nó nhỏ lại, chứ không to quá mình khó quấn được cái đoạn đầu chạc là khó quấn. Bắt đầu anh em quấn nhá. Quấn thì bắt đầu từ đây. Cái điểm quấn bắt đầu từ đây như này. Này nhá. Bắt sang bên này. Đây bắt sang như này. Tiếp tục bắt thêm một vòng nữa này. Vòng này thì mình sẽ kéo căng này cho phần dưới, cho phần dưới này nhá. Đấy, xong mình băng qua bên kia luôn, băng qua bên kia, xong bắt đầu mình quấn lên lại, quấn lên lại vào vòng trên đầu.
mình đã quấn rất nhiều cái này nên là mình rút kinh nghiệm thôi, cái cách quấn thôi, chứ hồi trước mình quấn nó không được đẹp lắm, nhưng bây giờ mình thấy cái cách quấn này là đẹp nhất mà dễ nhất nên là mình quấn thôi. Bắt đầu xuống lại. Đã, xuống lại ở phần dưới này nhé, kéo căng miết đều nhé. Bạn này rất khó chứ không phải dễ đâu nhé. Khó để cho nó đẹp thôi chứ còn quấn thì ai cũng quấn được. Không được nhanh. Xuống dưới này. Đấy, chéo góc luôn này. Bắt vào góc này nha. Bắt vào góc, kéo lên lại. Tiếp tục bắt về cái góc bên hướng ngược lại. Đó, bắt một nửa thôi. Tiếp tục lên lại. Rồi, và cái mép kế tiếp này. Mép kế tiếp của nó này. Đấy. Được chưa? Lại quấn lên lại. Và phần còn lại. Phần còn lại ở góc này này. Xuống luôn. Đấy. Rồi khi xuống tới đây rồi nhé, là tất cả là chỗ này là xong hết rồi này. Xuống tới đây mình vắt lên. Vắt lên đây. Vắt chéo lên đây nhé. Không lên như này nữa, mà lại sẽ ở đây. Đó. Kéo căng, miết sang. Đó, thấy chưa? Vòng sang bên này để che cái khuất này này, hoặc che cái góc này, còn một góc mép này nữa, đó. Che lại là xong nhá. Đấy, mình quấn thêm một tí nữa ở đây để mình chốt cái keo nó chắc ăn luôn. Chốt keo thì mình chốt ở đây. Xong. Cắt phần thừa, cắt cẩn thận không dính vào trong rồi nó rách trong luôn là khỏi luôn đó. Ok chưa? Ok thì đã xong cái phần quấn hết tất cả các nguyên cây rồi, xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đến lần phần cắt cái phần thừa đi để mình lắp cò nha anh em nhé. Đó, vừa thì vừa nãy mình đã dính keo xung quanh này rồi thì bây giờ mình cắt đi nó sẽ không bị bung ra nữa. Đó, cắt cái mép này đi. Dao của mình khá là cùn rồi. Xong cái phần trên này rồi, qua xuống phần dưới, khoét cái lỗ để thò cái cò xuống này, khoét thành cái lỗ mình đã khoan từ trước thôi. Xong. Đó, bây giờ anh em chỉ việc gắn cò vào thôi và bắt vít ốc cũng là xong anh em nhé. Thôi xong thì đã hoàn thiện một cái cây quấn camu bằng keo ngụy trang rồi anh em nhé, giòn vi. Đấy thì thôi bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả anh em luôn nhé. Hẹn anh em ở video sau nhé.